Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe Lexus RX 350, một chiếc xe thương hiệu hạng sang của nhà Lexus. Với những đường nét tổng quát sơ qua bên ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao do bác chủ xe đi rất là giữ gìn. Về tổng quan sơ qua về ngoại thất thì các bác có thể ngắm nghía cùng em. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto, địa chỉ đơn vị số 57-5961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và những chiếc xe cũ thì em cũng luôn khuyên cho anh chị và các bạn là hãy mang vào hãng hoặc bộ bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra. Đầu clip nào thì em cũng luôn nói để làm sao giúp các bác cảnh giác, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn có thể tìm cho mình một chiếc xe nó phù hợp và chất lượng tốt nhất. Đây là những cái đường nét về phía đuôi xe với những cái chi tiết như cảm biến, cam đùi, hệ thống đèn phanh trên cao, rồi là có trang bị cho anh chị và các bạn là hệ thống cốp điện. Những đường nét sơ qua hệ thống bóng đèn nó vẫn còn rất là sáng anh chị nhé. Còn bên trong đây là với những cái phần như là hệ thống ốc bản lề và những cái phần chi tiết keo chỉ, tem mác, tất cả chi tiết này nó vẫn còn đầy đủ cho ta thấy là cánh nó còn nguyên zin. Sơn si thì nó cũng có một số chỗ phải sơn lại, đấy là một điều hiển nhiên của một chiếc xe cũ đời sâu. Nhưng về cái form dáng cũng như là khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số của chiếc xe thì đơn vị luôn cam kết cho anh chị và các bạn là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe cũ đời 2009 này. Xe vẫn là biển 4 số. Đấy, những đường nét tổng quan về phía đuôi. Xe cũng có trang bị như hệ thống giá lóc thể thao này, rồi những cái phần chi tiết lẹp mạ tạo lên cái điểm nhấn của chiếc xe. Dòng xe này thì nó rất là bền và lành, ít hỏng vặt. Cái chi phí vận hành của chiếc xe nó cũng khá là thấp chứ không cao lắm đâu anh chị ạ. Với những cái phần như là hệ thống táp ly cánh cửa này, những phần ốp gỗ, những chi tiết nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Bên trong đây là với những phần con ốc bản lề. Đấy, những đường nét chi tiết này thì em luôn quay giúp các bác có thể có cái nhìn rõ hơn. Ở xa thì mình có thể là tiện theo dõi, khi mình cảm thấy ưng thì mình có thể là xuống cửa hàng xem xe và trải nghiệm thực tế của chiếc xe thì nó có như nào thì em quay đầy đủ hết. Từ những cái vết nhỏ nhất của chiếc xe em cũng đều quay cho anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá. Tem mác nó vẫn còn đầy đủ thì anh chị và các bạn có thể là an tâm về khung gầm rồi. Còn mình chỉ có kiểm tra về máy móc và vận hành của chiếc xe xem nó có ổn định hay không. Và để đánh giá được tổng thể toàn bộ thì em mời anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng Việt Nguyên Auto số 57-5961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể trải nghiệm về mẫu hạng sang này. Cái phần tay nắm cửa của cánh lái này bác có thể nhìn để đánh giá cái độ hao mòn của chiếc xe. Vì những cái phần đấy là những phần sử dụng nhiều nhất. Hệ thống vô lăng, trang bị vô lăng bọc da ốp gỗ, tích hợp ca phím điều chỉnh chức năng, màn hình giải trí. Sẽ có trang bị hệ thống giải trí âm thanh Markley, chế độ như gài cầu, chống trơn trượt, tiện nghi, tính năng option rất là đầy đủ. Trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn cần xem chi tiết cận cảnh những cái phần nào, hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể là video call hoặc là chụp lại hình ảnh những cái phần anh chị và các bạn yêu cầu. Đảm bảo anh chị và các bạn có thông tin đầy đủ rõ ràng về chiếc xe em đang giới thiệu. Đấy, những thông tin của chiếc xe thì em luôn minh bạch rõ ràng cho anh chị và các bạn. Khi mình đến với nhau thì mình cảm thấy ưng, cũng như là cảm thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình, trao đổi lại với cái mức giá làm sao hai bên cùng hài hòa. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe với cái khối động cơ của chiếc xe sử dụng là khối động cơ 3.5 V6. Cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành trong phố hay đường trường một cách dễ dàng. Với bản này là bản nhập Canada với tiêu chuẩn của châu Âu thì chất lượng của chiếc xe vẫn rất là hoàn hảo, cảm giác lái tốt, vận hành bền bỉ. Và chiếc xe Lexus RX 350 sản xuất năm 2009 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 760 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu một chiếc xe hạng sang để trải nghiệm gầm cao 5 chỗ.
Xin chào và hẹn gặp lại.